Bà con phun vô đó, bà con thấy cái dàn dừa trái nó, cái dàn bông trái đã chưa? Mình quay hồi nãy giờ nói chung cũng có cây nó rớt trái, nhưng mà một đa số là nó đậu trái rất là nhiều. Cái mùa này mà bà con xử lý được như vậy thì nó là rất là quý báu nha bà con, chứ không phải là ai cũng làm được đâu. Rất là nhiều bà con đã cái thời điểm này là rụng trái không còn gì hết luôn, cho nên cái mùa nắng nó mới mắc, dừa nó mới có giá đó. Rồi cái tiếp tục là cái chai rong, cái chai boron B cộng, xin lỗi, cái chai rong biển là một thể tích là 1 ml, có nghĩa là 1 lít, 1 lít thuốc nha bà con, phun được 400 lít nước. Còn cái chai boron B cộng là cái chai tăng thụ phấn ha, giúp cái bông dừa nó thụ phấn tối đa luôn, nó giảm thiểu đi cái sự mà khô bông đen bông vào cái mùa mưa này rất là hay. Thưa bà con nông dân, thì hôm nay Minh Nguyễn ra một video clip tiếp theo vào cái mùa này là đang tâm điểm của mùa mưa ha. Mùa này là mùa mưa bão nha, đang gây ra rất là ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh và cái kinh tế chúng ta, hai nữa là cái cây trồng chúng ta ảnh hưởng cái mưa rất là nhiều. Thì hôm nay Minh Nguyễn sẽ chia sẻ cho quý bà con nông dân, ai có đam mê trồng dừa xem được video clip này có nghĩa là rất là quan tâm đến vấn đề trồng dừa, thì bà con mới bấm lên cái cách chăm sóc dừa để bà con tìm hiểu lý do. Thì hôm nay cái nội dung này thì Minh Nguyễn chia sẻ cho quý bà con nông dân một cái video clip nói về cách trị dừa rụng trái non vào mùa mưa, và Minh Nguyễn sẽ chia sẻ cho quý bà con nông dân một cái kinh nghiệm thực tế để tìm ra cái nguyên nhân dừa mà rụng trái non vào mùa mưa này ha. Đó, đây chẳng hạn như là cái dừa của mình đang xử lý được rất là nhiều trái, không phải là mình quay cái vườn phe phang dừa trái nhiều cho bà con. Mình quay đây là mình chia sẻ cho bà con có thêm một cái kinh nghiệm và một cái bí quyết chăm sóc cái cây dừa cho nó thành công nha bà con. Đây này, hôm nay mình đi ruồn 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 vô trong cái clip mé bên đây, chứ bà con nói Minh Nguyễn tối ngày có lựa mấy cái cây nhiều quay không, mình không có chấp nhận vô đó, tại mình quay là mình quay tổng quát hết ha. Là mình quay mình kiếm cái chỗ nào mà nó sáng bà con mới thấy được, chứ còn mình quay mình vô trong cái clip trong đây nè, nó mờ dữ lắm, nó không đủ ánh sáng mà con không có xem được ha. Nè, mình quay qua cái clip bên đây luôn đó, cái dừa của mình nha. Đó, mình quay cho bà con thấy nè, dừa nó đậu trái rất là nhiều nha bà con, quý bà con. Bây giờ mình ngồi đây mình quay đó, mình quay nói chuyện cho bà con thấy luôn nè. Đó, bà con thấy chưa? Đậu trái rất là đậu nè, trái chùm 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 luôn, bà con thấy chưa? Rồi. Thì bây giờ trước tiên Minh Nguyễn xin kính chào bà con nông dân trước nha. Đó, tại cái nguyên nhân cái dừa chúng ta hay bị rụng trái khô bông, rụng trái đen bông, rụng trái non, nứt trái vào mùa mưa này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên nhất là cái nước ha, đây là cái lượng nước rất là nhiều. Thì cái dừa ta nói nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, cái nước nhiều, nước nhiều cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của cây dừa, và nước ít cũng vậy. Nưa thiếu nước thì cây dừa nó sẽ gây ra tớp đọt trái nhỏ ha, nhọn đít. Còn cái nước nhiều thì nó sẽ gây ra nứt trái, nổ trái đó, nguy hiểm chưa? Thì cái nguyên nhân bây giờ Minh Nguyễn sẽ chia sẻ cho bà con cái cách để cho bà con từng bước để bà con phục hồi lại cái vườn cây trái của mình. Cái thứ nhất là mình nói tới cái vụ phân trước nha bà con. Thì cái giai đoạn này bà con nên bón những loại phân nào thích hợp nhất cho cây dừa. Đó, thì Minh Nguyễn cũng chia sẻ cho bà con nha. Cái giai đoạn này bà con cứ bón phân lựa có những cái loại phân có cái hàm lượng kali nhiều. Chẳng hạn như là 20, 20, 15. À, 20 20 15 ha, đó có là 20 đạm 15 lân 15 kali. Đó, ngoài ra bà con phải kèm bổ sung thêm. Bổ sung thêm nha bà con. Ngoài ra bà con phải bổ sung thêm là giả tỷ 10 một bao NPK như vậy, bà con bổ sung thêm cho mình 10 kg phân kali và 10 kg phân canxi. Này, giờ bà con có biết cái vấn đề phân canxi chưa? Có rất là bà con đã trồng hàng hecta, nhưng mà cái sự chăm sóc của bà con chưa có nắm được cái kỹ thuật lắm, cho nên không biết cái hay của thằng canxi ha. Cái phân canxi đó là nó chống nứt trái là vô vô cùng hay đấy bà con. Canxi và kali, kali là nước ngọt ha, mình xài bất cứ cái loại cây ăn trái nào bà con xài thằng kali vô thì nó là cái có tác dụng là nó ngọt nước ha,
và trái cây cũng rất là ngọt. Còn canxi là bổ sung thêm những cái chất để nó chống nứt trái ha. Hai cái đó bà con kết hợp lại vào cái mùa mưa này. Nhớ vào mùa cao điểm này, nếu vừa bà con bị hiện tượng nứt trái như vậy nè, nứt rụng đây kìa, mình kiếm một hai trái mình cũng có, nói thao thao chứ cũng có, nhưng mà mình áp dụng được thành công quá bà con ơi, mình mới nói liền mà cho con bà con nè. Đây nó rụng như vậy ha, không có ai tài mà trồng dừa mà mùa này mà không bị nổ rụng đâu nha. Đây đó, đây mình nói cái tét màu nè ha. Một phần đây là nó dư nước nha bà con, nó dư nước nè ha, nó dư nước nó sẽ bị tét màu. À, nó dư nước nó hút vô nó sẽ bị tét màu nè. Thứ hai nữa, dừa chúng ta nó thiếu đi cái hoạt chất như là canxi á, nhiều á, canxi ha, canxi tăng cường canxi vô thì những cái này nè nó giảm được tối đa là 70-80% nha. Kali là để giảm đi cái sự hút nước của cây dừa. Thì mùa mưa này nè, mình nói nôm na mùa mưa này nước nhiều thì bà con kèm kali nhiều vô thì nó chặn đứng đi những cái lực hút nước của cái cây trồng mình á đó. Đó thì mình nói nôm na là vậy nha, thì nó sẽ giảm tối đa đi cái sự nứt trái nổ trái, kết hợp nha. Đặc biệt vào mùa mưa này bà con mới nên xài kali và canxi nhiều nha, kết hợp vô, chứ còn mùa nắng không cần canxi nha bà con. Đó thấy chưa, một bao 20-25 bà con kết hợp vô 10 kg canxi, 10 kg kali, kết hợp vô bón một gốc là 300 g, bảo đảm dừa bà con sẽ khắc phục hoàn toàn cái vấn đề mà dừa bị rụng trái non. Đó đây nè, mình cũng áp dụng rất là thành công. Đây nè bà con thấy nè nè phần đó, mình sẽ chia sẻ cho bà con nè, đó nó đậu ha. Thì bà con đếm thử coi một cái buồng dừa này bà con thấy nó lưa thưa chứ thực tế là 20 trái đó. Đây cái buồng trái non ở trên nè, cái vàng bông trái non trên bà con thấy không, đây nè, đó đây nè, thấy chưa, tay vậy đó. Cái mùa này nè nên rọc yếm sạch sẽ dừa nè, thấy chưa bà con thấy không, ở dưới trái lưa thưa tại vì mình để giống nha bà con. Cái này là mình có để lại mới giống dừa nha. Rồi mình sẽ chuyển cảnh, mình quay với bà con qua cái đoạn khác nha. Đây xin phép nha, mình qua cái mương cái nha bà con nè, mình phải quay cực khổ lắm nè, qua mương nè, mương mà hôm giờ mình ở Gò Công nè, nước nó ngập mênh mông nè, clip dừa mình lé đé luôn nè thang, nhưng mà mình xử lý được rất là tốt nha, không sao nha, chứ đừng có sợ cái lượng nước đó, nước nhiều nhưng mà mình biết cách sử dụng, biết cách mà xử lý thì nó ok nha. Rồi mình sẽ qua cái mương bên kia nha bà con. Rồi giờ mình qua tới cái cảnh đây bà con thấy không, mưa nhiều nhưng mà cái dàn lá dừa bà con thấy dừa của Minh Nguyễn nó xanh mức được không, tại vì mình biết cách áp dụng cái loại phân thuốc nha bà con. Đó thấy chưa, đó mình khuyên bà con một câu, đã vào cuộc chơi rồi, đã trồng trọt rồi, đã chấp nhận trồng dừa rồi, phải đầu tư, phải chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật chứ không có để tự nhiên được. Đất hồi xưa, nó màu mỡ lắm, phì nhiêu lắm, rất là tốt. Còn bây giờ cái đất á, nhiều khi những bà con vô tình xịt thuốc cỏ rồi nhiều đi, đó những cái dinh dưỡng trong đất cũng không còn nhiều nữa. Đó cho nên bắt buộc chúng ta phải hỗ trợ phân hóa học và phân hữu cơ để cải tạo đất lại, tạo cái nguồn sinh sống mới cho đất ha. Cái đất tạo cho nên đất nó mới tốt được. Chứ có bà con mà trồng cái dừa để kiểu như hồi xưa là bà con không có dừa để bán đó. Thì đây nè, mình sẽ quay ra cho bà con thấy ăn đó, mình vừa đi vừa nói nha bà con. Đó đây là cái clip dừa của mình đây nè. Rồi trở lại vấn đề chính là cây dừa, mình sẽ chia sẻ cho bà con một cái cách để cho bà con giúp bà con phục hồi lại cái vườn dừa mình trái sai điều ha, ra trái điều đàng hoàng. Thì trước tiên bà con vệ sinh cái vườn cho mình sạch sẽ nha, vệ sinh dừa bà con vệ sinh rọc yếm sạch sẽ hết cho mình đó. Cái thứ nhất trị được nấm trắng, nấm bẹ ha. Rồi cái thứ hai là bây giờ mới tới những cái loại thuốc cần thiết đây nè. Hãy nói tới thuốc á, là rất là nhiều anh em cô chú bình luận nói là ông bán thuốc, ông mới quay ông nói này nói kia, chứ thực tế mình thiệt mình nói một cái câu như vậy, đã chỉ rồi, đã chia sẻ rồi phải cho tận tình, mình không có giấu. Mình đưa ra những hiệu thuốc, bây giờ thuốc bảo vệ thực vật nó bán đầy đúng không, chứ đâu phải mình chia sẻ ra là mình nói tôi sử dụng những cái loại thuốc này nó ra rất là nhiều trái, nó không rụng trái non, mà tôi không có đưa hiệu thuốc lên á thì anh em bà con nói là tôi giấu giếm.
ha, bán thuốc dấu diếm này kia, còn đã mình đưa ra cho bà con thấy trên toàn cái màn hình đó, chà bá đó mà nói mình giấu giếm là sao, đúng không? Nhiều cái tức lắm, ói máu luôn mà nói không được. Mình đưa lên vậy bà con tìm có loại thuốc ở đại lý, bà con có thì bà con mua sử dụng, còn không có thì alo mình đó, chứ mình đâu có giấu giếm. Mình đâu phải mình nói mình có bí quyết để giúp cái cây dừa mình ra trái nhiều. Bà con muốn cần gì liên hệ mình là cái đó là mình là cái giấu giếm. Còn cái này mình đưa cái chai thuốc chà bá trên màn hình đó mà vậy mà vẫn nói là ông bán thuốc, thấy bà con tức không? Nhưng mà thôi, ở đời mà bà con, ở đời mà cái nhiều cái ý nỉ nọ lắm mà mình không có nói được hết, kệ, có người thương thì người ghét đó. Mình chia sẻ cái nội tâm, cái thực tế cho mình, cho bà con thấy cách chăm sóc của mình và từ cái đi phân đi thuốc xịt thuốc sao cho bà con. Nhưng mà có người vẫn nói là mình bán quảng cáo bán thuốc, thì mình bán thuốc đó, mình có chia sẻ thuốc và mình có chia sẻ cho bà con những loại thuốc mình like trên đó, nhưng mà thực tế là mình không có giấu giếm ha. Rồi thì bà con bây giờ trả lời vấn đề chính, bà con lấy cái chai rong biển bà con phun vô cho mình, phun vô kết hợp với chai boron B cộng, chai rong biển là nó giải độc nước mưa, giải độc thuốc bảo vệ thực vật đó, mùa nắng mùa mưa xài được tất cả luôn với cái chai thuốc đó. Đặc biệt cái chai thuốc đó xài cho tất cả các loại cây trồng chứ không riêng gì cây dừa, kể cả cây lúa, cây rau màu, cây bưởi, cây có muối, đầy đủ hết bà con xịt. Nó công dụng nó là bung đọt, nở đọt và mát bông, mát lá đó. Nó cũng tưởng tượng như là mát gan, giải độc vậy bà con đó. Bà con phun vô đó, bà con thấy cái dàn dừa trái nó, cái dàn bông trái đã chưa? Mình quay nãy giờ nói chung cũng có cây nó rớt trái nhưng mà một đa số là nó đậu trái rất là nhiều. Cái mùa này mà bà con xử lý được như vậy thì nó là rất là quý báu nha bà con, chứ không phải là ai cũng làm được đâu. Rất là nhiều bà con đã cái thời điểm này là rụng trái không còn gì hết luôn. Cho nên cái mùa nắng nó mới mắc, dừa nó mới có giá. Đó. Rồi cái tiếp tục là cái chai rong, cái chai boron B cộng. Xin lỗi, cái chai rong biển là một thể tích là 1 ml, có nghĩa là 1 lít. 1 lít thuốc nha bà con. Phun được 400 lít nước. Còn cái chai boron B cộng là cái chai tăng thụ phấn ha, giúp cái bông dừa nó thụ phấn tối đa luôn, nó giảm thiểu đi cái sự mà khô bông đen bông vào cái mùa mưa này rất là hay. Đó, kết hợp vô cái chai đó là thể tích là nửa lít, 500 ml thuốc ha. Phun được 200 lít nước. Đó, bà con áp dụng vô. Và cái chai lớn trái dừa chín chín, cái đó chai đó, chai đó là chai to trái đó, là kích thích lưỡi mèo phát triển bự mạnh vào cái giai đoạn mà dừa chúng ta bị nhẹn lưỡi mèo á bà con. Bà con phun vô thì cái bộ ba đó. Và kết hợp thêm, nếu mà có điều kiện thì thêm cái chai bấm dính. Chai bấm dính bằng tô phở thôi, nếu mà chúng ta cái mùa này chúng ta bỏ ra cái bỏ cái chai đó thì rất là uổng, tại mình xịt thuốc nhiều khi đâu rồi vô tình 1-2 tiếng hồ hay là tới chiều nó mưa thì nó sẽ trôi, giảm đi cái tỷ lệ thuốc còn hấp thụ trên cây rất là nhiều. Cái chai đó là chai để dẫn thuốc đó bà con, nó hay cái nó dẫn thuốc nha, rất là hay đó. Rồi những cái bộ đó và cái canxi, canxi kali, cái canxi bo, cái gói này chia làm 4 canxi nổi lên nè bà con. Cái gói này nè bà con đừng xem thường cái gói này, cái gói này nó là bóng trái đó bà con, to trái tròn trái và cũng tăng đậu trái cho cây dừa đó, cái rất là hiệu quả ha. Thì nếu không xài thì thôi, đã xài thì đủ bộ combo nó mới hấp, nó mới là ok, chứ không phải mà Minh Nguyễn bài vẽ cho bà con đâu. Bà con bỏ một bà con lấy tới 10, bỏ 1 triệu bà con lấy 10 triệu đó. Cái thời điểm này bà con tiết tiền, bà con không có sử dụng một cái loại thuốc nào để phun lên thì bảo đảm cái dừa chúng ta có trà, có ngoe, có trà để mà cái bằng chụm nó, chứ không có trái đâu, nó rụng hết nha bà con. Cái đó là cái chứng thực cho mình, bà con biết cái mùa này là cái mùa của cái sự khô bông đen bông. Đó, thì Minh Nguyễn nè, nãy giờ mình cũng đi rất là nhiều. Nè bà con thấy nó đậu một cái dàn trái cỡ dày thôi nè, bà con thấy hay ham không? Thì cái này, mùa này nè, cái trái cỡ này nó cũng rớt vào gần Tết nó mới có uống nè. Đó. Cho dù ở dưới đây mình có để dừa giống luôn nhưng mà cái dàn trái nó vẫn là ok hết, không mất sức nha. Tại vì mình tăng cường phân, phân đạm bổ sung cho nó, mình cho nó ăn thì nó cho mình ăn thôi, thấy không? Thôi thì video clip Minh Nguyễn nói tới đây cũng xin kết thúc nha. Mình không nói nhiều, nói nhiều tôi nói mình nó dai. Thì bà con nào xem thấy hay, muốn theo dõi kênh Minh Nguyễn lâu dài, bấm vào lúc subscribe, đăng ký. Thì mỗi khi Minh Nguyễn có like video mới lên thì bà con thấy hết cái kinh nghiệm trồng dừa của mình.
Thì ai đam mê trồng dừa bà con tìm hiểu vô. Đó. Quay lại cái mặt bên đó nãy giờ mình đi cho bà con thấy cái hang rất là đẹp nha. Đó, đây là dừa Mã Lai đít bầu, dừa này 7 năm tuổi ha. Đó, mình ở Gò Công Tây, Tiền Giang nha bà con. Thấy chưa? Phong cảnh đồng quê ha. Rồi, chào bà con nha, chúc bà con áp dụng thành công.